Ủa tô bún riêu của chị đâu? Có. Trời ơi, người ta kêu tô bún riêu nãy giờ giờ có bán không vậy trời? Trời ơi, đi 5 người nãy giờ 4 tô tao bưng ra rồi. Còn một cô này tao kêu bún riêu nãy giờ 4 giờ chiều đó má. Bây giờ 5 giờ 15 vô có tao bún riêu cho người ta ăn là cái gì vậy trời? Trời ơi, mà bán vừa phải thôi. Bán tao đi 5 người tao ăn 4 tô, ăn gần hết cái tô luôn. Mà tô thứ 5 bà chưa bưng lên. Trời ơi là trời. Rồi ai phục vụ đây đây? Ai phục vụ bàn này đây? Đây rồi. Mà tô bún riêu của chị này nãy giờ. Trời ơi là trời. Mà buôn bán kiểu vậy á đúng không? Cái gì cô? Thịt gì? Bà quê có gửi thịt đây không? Rồi mở cái thùng đá lên chị. Lẹ. À bà quê, bà quê. Hiểu lầm, hiểu lầm. Nói chứ hiểu lầm nha mọi người nha. Đó để chút nữa xíu nữa em của em ra để em tính sổ với nó. Trong khi đó đi 5 người. Đó mọi người thấy không? Năm cô áo dài màu xanh rất là đẹp, rất là dễ thương. Đó làm công ty, người ta ăn tranh thủ là người ta làm đêm. Trời ơi là trời, kêu 5 tô bún bò, 5 tô bún riêu, 5 tô bún mắm. Mà nghĩ sao bưng 4 tô. Cái gì chị? Trụng một miếng rau muống không? Trời ơi là trời, chưa có già mà lãng tay. Đó thấy cái quán bún mắm không? Quán bún mắm chợ Hòa Bình. Một chút em đại chiến với em của bà. Nghe đâu em của bà cũng giống em luôn đó, LGBT. BD mà cao 2m1. Trời ơi BD mà cao cái gì mà cao dữ vậy trời. Ủa đang quay phim hả? Hello anh. Dạ hả, em tên Cu Đen. Dễ thương hả trời. Cu Đen em đi đâu hả? Cu Đen. Cu Phương em đi đâu vậy? Anh kêu em hoài, em dẫn lên lầu 1. Em với anh đo luôn bây giờ đó. Anh giao hàng đúng không? Bye bye Cu Đen nha. Trời ơi. Xui ghê trời ơi, bye bye Cu Đen. Anh giao đồ anh không sợ hả anh? Trời anh nói anh giao đồ quá mọi người. Gần Tết anh hay giao đồ quá. Đây ra đây đi, em sẽ quay cho mọi người không khí Tết nè mọi người ơi. Ủa bữa nay ở dưới là 21 Tết phải không chị? Bữa nay 30 rồi em. Không em phải lộn 20 đúng không? Trời ơi ơi. Bà nôn Tết lắm. Bà hụt dịch thịt kho này bà nôn Tết lắm. Đó hiện tại là em đang có mặt tại chợ Hòa Bình nha mọi người nha. Đó như mọi người đã thấy rồi, chợ Hòa Bình thì có bán rất là nhiều món. Giống như là quần áo Tết đồ nè. Rồi bông hoa, bông bí nè. Đó. Nói chung là tấp nập đồ quần áo nha mọi người nha. Ai kêu em vậy? Trời ơi. Đó như mọi người đã thấy đó. Một năm có 365 ngày. Chắc hẳn trong hành trình của chúng ta ai ai cũng sẽ có một ngày vui và một ngày hạnh phúc. Đó thì hôm nay sinh nhật của ai thì em không biết. Nhưng mà hôm nay là chuẩn bị ở dưới là 20 Tết rồi mọi người ơi. Chỉ còn vỏn vẻn 10 ngày nữa thôi là sắp tới Tết rồi. Hiện tại em đang có mặt tại chợ Hòa Bình. Thì bây giờ em sẽ đi quay Tết mình sẽ có những gì. Chẳng hạn như là nồi niêu son chảo nè mọi người thấy không. Đó những cái vật dụng, những tô chén nè. Rồi bình chấm bông nè. Rồi mèo thần tài nè. Rồi cái đồ mà hũ làm củ kiệu nè. Nói chung là rất là nhiều quà Tết nha quý vị nha. Em nghe là chị yêu. Đó đồ Tết quá trời luôn. Để chị chỉ cho quay kìa. Kìa trời ơi nè đó. Đây. Tết nhất cái này là tài lộc nha quý vị nha. Đó là cái đồ quắc tài lộc. Lúa okay. Kim điện vô nhưng... Cái này bao nhiêu một em chị? À, cái nhỏ đó 230. Cái nhỏ là 230. Còn cái lớn? Cái lớn là 550. Cái nhỏ là 230. Còn ly đồ em thấy hôm bữa để đồng giá là bao nhiêu tiền hả chị? Đồng giá là đồ kia giờ hết bán rồi. À hết bán hả? À đúng rồi, ngày thường là chỉ bán 39.000 một món, giống như là đồ nào cũng 39.000 hết. Nhưng mà bây giờ Tết rồi đó, giật giá leo thang, chỉ thay đổi. Chỉ bán đồng giá món 700. Nói chứ mọi người ơi, mua tha hồ luôn, nói chứ là tùm lum dùm lum giá hết. Đó em dẫn mọi người tham quan đó mọi người. Có vật di lạc nữa nè. Nói chung là có rất là nhiều món luôn. Tại hồn đồ em thấy chị bán đồng giá 39.000 á. Dạ. Đó có vỏ sách, túi sách rồi nữa kìa. Quần áo, đồ bộ. Hello chị. Đó. Quá trời luôn nha quý vị nha. Bây giờ là em sẽ quay cho mọi người. Đó mọi người không để thiếu đó là pháo bông nha mọi người nha. Đó pháo bông Lâm có bán nha mọi người. Lâm có bán pháo bông. Quên hiểu lầm. Đó còn bên đây là sẽ bán áo giáp với lại đồ giáp. Họ đi vòng rồi rồi lại đặng đi bún mắm về rồi. Đó bụng quá. Có ai bán vậy cưng?
Không, thương gia bán với chị đi, bé bé mẹ. Lẹ lên. Trời ơi, nó mắc cỡ. Lẹ ra cho chị ba canh em bé nè. Đó, nó bê đê mà nó ngại, nó sợ tương tác, nó sợ lên ống kính. Đó, bê đê 2m1 đó quý vị. Đó, bóng mới nhú 2m1. Đó, tại chậu Hòa Bình luôn. Đó, rồi. Mày đi đâu vậy? Rồi, 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 phải từ từ để tao giới thiệu. Rồi, Vân, lời nói đầu tiên xin cho Vedet Vũ Đu Phương gửi lời chúc sức khỏe. Và hôm nay em sẽ gặp cho mọi người gặp đại lý, tổng đại lý bán vé máy bay tân sân nhất. Đây mọi người, vé máy bay lúc này bán sao? Cũng bán sản rồi bà ơi. Bán sản rồi. Trời ơi, ở đâu gặp bà VV? Đó, người đẹp VV ơi, ngồi đây ăn chung với chị luôn đi bé. Đó, bây giờ lấy ăn bún mắm đi chị. Dạ, bún mắm. Bún mắm mà chị bỏ riêu được không chị? Hay là bún riêu mà chị bỏ mắm được không? Sao em tính ăn cái nào mà giống như là khác lạ với người ta đó? Thôi em ăn thập cẩm đại đó. Ăn thập cẩm hả? Thôi chị lấy cho em cẩm thập đi. Thôi chứ lấy cho em tô bún mắm để ít bún nữa nha chị nha. Tô của em là lấy chả cá nhiều nè, không lấy chả lụa nè. Lấy heo quay, không lấy tôm, lấy cho em ớt nhiều. Chả gì bỏ qua bên, quýt gì bỏ qua bên. Bà gói nồi luôn kìa má ơi. Cái gì vậy? Không có hiểu luôn á. À rồi, nói chứ bây giờ lấy tô bún mắm để ít bún nữa chị. Trụng dao cho em luôn nha. Chị ơi, lấy cho em một tô bún mắm nha chị. Ơi, lấy cho em. Mẫu Avidan hả? Chị ơi, chị, lấy cho em tô bún mắm đi, lấy đầy đủ cho em. Má ơi má. Bánh bèo chứ bán con trai. Chị ơi, lấy cho em tô bún mắm, lấy cho em đầy đủ, đừng lấy cho em. Làm men chưa? Men rồi đó chị. Đó, cuối năm nãy lấy vợ đó vậy. Có ai bánh bèo làm mai cho nó đi. Trời ơi, làm giống con trai ghê, người ta vô lấy cho anh tô bún mắm em. Ủa hết rồi, trời ơi là trời. Trời, lần đầu tiên tôi chọc bánh bèo tôi sợ ghê á. Nói chứ đừng lấy tôm cho em, cho em này nè chá. Không ăn tôm mà. Không ăn mực luôn, em không biết ăn hải sản. Em ăn hải sản em bị dị ứng. Em ăn chút xíu là hai cái nhũ em đổ hết rồi. Đó, có chả lụa nè, chả cua nè, chả cá thác lát nè. Nói chung là có nhiều món đó mọi người ơi. Của em bún mắm nha, của em không lấy cà tím. Ừ. À, nước lèo đừng có múc bên trái. Múc bên nào? Múc bên phải đi. Trời ơi, bữa nay thứ tư em hợp với bên phải. Ờ à, lượm rồi. Em lấy em ăn hợp tiếng nha chị. Rồi. Rồi đó. Em ăn đủ thứ hả? Ok chị. Ok chị. Đó, nêm nếm mà tự nêm nếm nha đây. Đây tô bún mắm của em đây mọi người. Hôm nay là giống như là dạng là em ăn kiêng á. Tại vì không phải bộ đội ăn đồ thường là em ăn vô cái máng á. Em ăn cái tô cái thố bự lắm. Nhưng mà bây giờ em ăn ít, em ăn rau trụng có nhiều. Đó. Ủa chị. Yeah. Em không lấy mực mà. Ủa sao vậy? Ờ lấy mực cho em đi, bù cho em ớt trái chả cá đi, hay là bỏ chả lụa gì cho em đi. Trong VV nó ăn mực đi, đúng rồi, chả lụa. Ở miếng chả lát nhìn em kìa. Ờ cảm ơn bé. Rồi cảm ơn chị nha. Dễ thương ghê. Đó, hiện tại là em với lại VV vô tình gặp người đẹp tổng đại lý sân bay tân sân nhất, người đẹp tại Ngọc Phải. Trời, cảm ơn. Đó, hôm nay là tụi em sẽ ăn ăn gì vậy? Ăn giống mày à, nước chấm nè. Ê gì vậy bà nội? Ủa xá xị hả, quên. Trời ơi, này mỏi này vô nè. Không nhớ cái đó mắm mè. Ăn mắm mè hay ăn mắm tôm? Không, mắm mè. Ăn muốn mắm mà sao mà ăn mắm tôm con đi đi. Ê cái gì vậy? Mày lấy hột ra. Trời má ơi, sao lựa má? Mày bị đê ăn hột đâu có được đâu, mày khùng hả? Đàn ông người ta ăn hột, nhưng mày bị đê mày ăn hột. Lấy hộp nha. Trời ơi, rồi nè. Khỏi ăn luôn đi. Vô thử đi chị. Nghĩ gì vậy? Nước mắm để tao pha cho mày ăn cho rất là ngon. Trời ơi, thì có lần đầu tiên mới thấy á, chơi chung với nhau mười mấy năm mà mới biết nó pha nước mắm ngon đó. Đâu hai mấy năm mới đúng chứ. Nhiều hai mấy năm tính đơn thời đi học luôn hả? Đúng rồi. Hồi xưa học chung nè mọi người. Đó. Giờ mọi người. Sinh năm 90 chung với em luôn. Tuổi con ngựa luôn nhưng mà hai con ngựa khác nhau. Ở mọi người thấy không, một trời một vực. Hồi xưa bà đẹp biết bao nhiêu bây giờ. Bà cũng đẹp vậy? Xù má. Dạ cũng đẹp phải không chị? Cũng dám đâu má. Mày bà đẹp là trên đời này không có người xấu đâu. Em chuẩn bị năm sau đi thi người mà hoa hậu Miss International Win gì đó. Cái gì? Tao mày đâu đâu phán đâu đâu. Đây, người đẹp VV năm sau sẽ thi một cuộc thi. Thì bây giờ là VV sẽ nói thi cuộc thi gì, VV sẽ bí mật cho mọi người nghe. Miss. Thôi. Nói chung là thi rồi. Không nói lại từ đầu. Ở trên mạng người ta sủ mày đó nha. Nói lại từ đầu, lẹ lên. Miss International Win đúng không? Ủa hay quá mọi người ơi. Tiếng Anh VV hay quá mọi người ơi.
Miss International Queen. Miss International Queen. Đúng rồi. À, em biết mà em giả bộ em nói vậy thôi mọi người ơi. Giả bộ. Đúng rồi. Đây hồi xưa Vivi học rất là giỏi nha mọi người nha. Môn toán cô cho bài nào là thuộc bài đó. Tại vì hồi xưa là em với lại Vivi học 7 năm chung với nhau, nhưng mà học lớp 3 là Vivi giống như là bị sao nói học lớp 3 kỳ vậy má. Ờ quên. Vivi á học lên chuẩn bị lên lớp 4 á, nghĩa là cuối năm lớp 3 là Vivi đã bị cô đuổi. Có nghĩa là học tự nghĩ nha. À tự nghĩ rồi tự nghĩ. Đó học rất là hoi, rất là giỏi luôn quý vị ơi. Đó bây giờ là em sẽ đố Vivi một bài toán bất ngờ. Đó là Vivi sẽ biết nha mọi người nha. Rồi đố Vivi nè. 8 x 8 bằng mấy? Tao bụng gủm tay chân. Dễ thương lắm, đố toán nhân là biết rồi. Ây da, sao tự nhiên đầu em đau quá chị. 62. Hay không, thấy không mọi người, em nói đúng không? 8 x 8 bằng 64. Trời ơi, thật sự là em biết cũ chưa nha mọi người nha. Nè, nói mọi người nha, tại là em nói bất kỳ em không có nhớ. 8 x 1 là 8, 8 x 2 16, 8 x 3 20 gì? Khó lắm, đừng có nhắc Vivi. Đừng nhắc để cho tự nói. Để Vivi tự nói cho, để cho tự nói luôn, chấp mày luôn. Trời ơi, pha lộn mắm tôm vô mắm mè luôn rồi nè má ơi, sao ăn. Trời ơi. Trời ơi, sao ăn chết là chị mắm tôm hả mè ăn được không chị? Ăn được. Em lộn luôn nè. Mày BD mày muốn ăn gì mày ăn. Trời ơi, mấy cái em đi. Không lộn luôn nè. Trời, ta nói gì kệ tao. Nó đang pha mắm tôm mà tự nhiên mày làm tao không mè lộn với giống luôn. Mày ăn gì vậy? Ăn mắm mắm nè mà pha mắm tôm vô. Muốn mắm mà sao ăn mắm tôm luôn điên. Tìm hỏi gì nó cũng được vậy. Ủa mắm mắm tôm được không ta? Khùng điên. Nhưng mà mắm tôm cũng được. Thôi lại lấy ra. Nói chung nó muốn ăn gì nó ăn đi má. Mệt mỏi quá. Lâu lâu mình phải làm. Đi học sao? Lâu lâu mình phải làm khác lạ mọi người. Ủa chị mắm tôm được đúng không chị? À mà ăn được, được. Bà ư được đâu cái. Được đi má ơi. Rồi bà mắm mè chứ. Hỏi mày mọi người thấy nó nói em lỏng hết trơn rồi kìa. Nãy em pha nó mắm mè ngon muốn chết luôn vậy đó. Đó, nói chung lâu lắm rồi. Đáng lẽ là có Gia Hưng đó mọi người, mà Gia Hưng bận công việc cho nên không đi được. Đó thì em sẽ chuẩn bị làm một cái tập YouTube. Có nghĩa là bốn chị em sẽ hội ngộ là Minh Tuyết nè, Thu Phương nè, Vivi nè, Gia Hưng. Đó giống như là bốn chị em đi chợ Tết hay sao đó. Bây giờ một chút nữa ăn xong em với lại Vivi sẽ cho mọi người thấy một cái clip tại quận 6. Đó chính là chợ lớn nha quý vị nha. Ủa chợ lớn có gì vậy? Không khí chợ Tết, chợ bông đẹp lắm á. Ôi. Xuống bông đẹp lắm không làm. Đó thì một chút nữa em sẽ cho mọi người quay một cái clip để mà tương tác với Vivi, để mà đến chợ bông nè hay là mua những món quà giống như là tụi em chỉ chuẩn bị chơi tất nhiên đó mọi người. Và em xin thông báo với tất cả mọi người là quán cá viên chiên của tụi em Lan Quế Phường sẽ hoạt động hết ngày 25 Tết nha mọi người nha, là nhằm ngày thứ hai đó mọi người. Có show nữa. Dạ, tại ngày thứ hai là ngày 25 Tết. Là bữa nay là thứ mấy rồi, thứ tư rồi nè. Đúng rồi. Thứ tư rồi đúng không? Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Có nghĩa là 5 ngày nữa, thứ hai tới là quán của tụi em sẽ tổ chức show. Đó chính là show tiệc cuối năm đó mọi người. Giống như là tiệc Thái Lan pha loãng, giống như là biết gì? Festival cái gì kêu là mấy người mà Festival Festival Week. Con này điên. Festival Week. Hay là Festival Week đó. Thôi má nó chuyện thôi. Nói chung bỏ qua bên, nói chung là thứ năm này, ở thứ hai này, 25 Tết là hết ngày đó là tụi em sẽ nghỉ Tết và sẽ có chương trình. Đó mong là anh chị em bạn bè mình xem clip vui vẻ, mình hãy ra ủng hộ cá viên chiên để giúp cho em nha mọi người nha. Thì năm cũ bước qua năm mới bước đến, em với lại Vivi xin chúc cho tất cả mọi người được an khang thịnh vượng nè, được sức khỏe nè và làm ăn may mắn mau có tiền nha mọi người nha. Tấn tài tấn lộc đó mọi người nha. Đó thì bây giờ mời cả nhà ăn bún mắm chung với em nha. Rồi có ớt, nói chung là có tất cả các đồ chấm đồ nêm luôn. Đó chị ba mi nhon trời. Rồi. Ba chị ba mi nhon luôn á hả? Trời tôi thấy bà, tôi thấy bà mi nhon luôn á má. Ba mi nhon. Trời ơi nhiêu ký bà mi nhon? Ba mi nhon. Trời ơi trời, tên gì nickname chị ba mi nhon. Dạ, nhớ là Facebook chị ba mi nhon đi hả? Nhon ghê, 106 ký. Trời ơi đàn bà mà 106 ký mà mi nhon. Sao mày vậy Phương? Ờ quên, hiểu là có đứa em chị đâu rồi chị. Nói chứ chị có 46 ký nha quý vị nha. 2 mét mấy Phương? Dạ 2m1. Con bóng vô dụng nha. Con bóng không biết tương tác. Ai? Con bóng mà gặp camera. Trời ơi. Ai Phương? Hả? Trời ơi em ngại quá. Chị ơi. Giống gà luôn rồi. Trời ơi nó núp ở trong cổng luôn rồi má. Em. Trời ơi rớt đồ luôn kìa má. Rớt đồ luôn rồi kìa. Lao lại quay đầu vô đồ. Em ơi chị nó nghe nè. Rửa lại cho đầu. Rửa lại cho đầu đi. Rửa cho sạch. Trời ơi. Xem họ là cái rửa hết đống này cho sạch. Chị em tao qua xong rồi chơi với em chưa chị nè. Một đống đồ mà chị giờ em rửa nè. Rửa chưa xong. Mới rửa đồ. Bây giờ mà chưa quay phim đi. Trời ơi. Đừng quay em. Trời ơi. Đừng quay em. Trời ơi.
Người ta phải đánh mẹ đi đi đâu mà mắc cỡ đó mọi người thấy không, đó cứ đứt trong bóng tối hả? Hả? Được rồi chị, đủ rồi chị. Con tắm nó cũng phải ra đồng bắt tơ bắt té, tội gì mà mẹ không rửa hết trong đồ cho mẹ, rửa hết trong đồ, lau hết trong đũa, chùi hết trong muỗng, lau hết trong kén, rửa hết cho mẹ mới được đi dạ hội. Phương, Phương, kìa. Ai vậy? Rửa mày má. Đâu? Ôi trời ơi. Trời ơi, làm gì vậy? Trời ơi, sao ông xả đánh baby vậy? Baby dọn luôn đi khỏi ăn luôn rồi. Xin lỗi rồi. À, có lòng mình thay ra luôn hả, có lòng? Đúng rồi. Lấy đi, có lòng chạy ra mà. Ông hả, bỏ đi luôn đi. Trời ơi, đúng rồi. Biết thế nào cũng vậy luôn á. Ờ cho ông đi ra đường này, nó trong nó làm nó nhẹ con nữa, không biết vậy đâu. Đã tao nó có bao, cứ dùng bao hoài. Thôi để tao để xe đó ngoài đi, tao dậy tao mua được rồi, đi ra đi vô. Tao ăn ngồi có đứng dậy hoài, có miếng cơm với nước mắm mà đâu đứng dậy à. Chạy đấy. Trời đánh chết tôi ăn mà cái gì mà lớn tuổi rồi cái gì chạy ra chạy vô. Đó chứ trời đi ra nó kìa. Mất công, cậu người ta thấy ham, cậu mình rớt nước mắt luôn á thiệt á, nói gầy mất công. Còn cái bóng cái gì vậy? Đấy, cái gì? Đó xong rồi đó. Nở tè le luôn rồi kìa má. Chị Mi Nhon nè. Chị Mi Nhon. Ê, hồi như em kêu chị Mi Nhon chứ tự nhiên cái miệng nó bị giật 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 á. Từ từ phan. Chị Mi Nhon. Ôi, nói chứ chị miếng nước lèo quay nguội rồi. Tại vì em... Ờ, nước lèo. Đúng rồi, nãy giờ em lăn xăng, nói với lại con mén đó đó. Trời ơi, bây giờ em không chịu tương tác, để em qua em thuyết phục bả chừng nào quay với bả cái clip đi chờ. Em, qua đây giờ nó nghe nè, qua đây. Ủa. Qua đây bỏ nó đi, rồi bỏ nó vô đây. Qua đây chị đưa quà cho. Thôi nó ngại nó cỡ, chạy đi chút lại đi ơi. Qua đây chị nó nghe nè. Anh cũng lớn tuổi mình tương tác được rồi. Rồi ơi, Thu lớn tuổi má. Ủa, đợi xíu qua kìa, đợi xíu qua kìa. Nó 22 tuổi hả chị? Rồi nhỏ hơn mình tới 11 tuổi á. Ờ. Cao lắm má, biết cao nhiêu không? Cho mày đón cao nhiêu á? 1m8. Gần đúng. Gần đúng, gần đúng. 1m83. Gần đúng nữa. Thêm miếng nữa đi. 85. Sai. Nhiều. 2m1. Ủa gì cao không có má. 87, 87 mấy rồi. Cá. Em. Bây giờ cá nè. 87 mấy vậy. Trời má ơi, hai đứa cháu. 88 bây giờ mang đôi guốc 2 tức nữa là bao nhiêu? 20cm nữa là... Phải 2m1 không? 2m. Tính luôn đôi guốc á. Trời ơi, con ở không rảnh rồi. Anh má ơi, nó đỡ tè le rồi kìa. Nói mọi người thấy không? Hai con BD ăn hai tô bún mắm từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều chưa xong. Không lại má. Trời ơi. Hỏi tôi hỏi thiệt á. Sao? Tôi với Camilla là đang quen. Ý là hai người đang tìm hiểu. Tìm hiểu cũng năm mấy rồi nhưng mà hỏi ý kiến ba mẹ hai bên rồi, đồng ý rồi. Trời ơi. Sao vậy? BD bộ không làm ra tiền hả? Không chấp nhận là cái gì vậy trời? Ý là mẹ vẫn qua lợ luôn. Mẹ em cũng coi Lâm giống như là con luôn nhưng mà cuối năm nay là hai đứa em tính đám cưới. Nhưng mà có thể là mời chị đó, là đám cưới là à, bên cho trưởng nam là Văn Lâm, trưởng nữ là Thu Phương. Đó bây giờ đám nếu cưới. Nếu mà em mà bật sơ lê cô dâu đó thì chị là cô dâu phụ. Con nghĩ mẹ đi khỏi đám cưới đi má ơi. Đó đi nhiêu kia kìa, nãy chị nói chị đi. Đó 1 triệu. 1 triệu vui vẻ. Kỳ quá vậy trời, chưa có đám cưới rồi lấy tiền trước. Thì bây giờ đưa em chứ. Hủy hôn đi, đừng cưới nữa nha. Trời ơi, phụ má đám cưới người ta cho suôn sẻ má nó kỳ ghê chứ trời. Mất gì nó hết chị ơi. Ủa mà làm gì chứ, là mày làm như vậy là tụi người ta sẽ dợp vô, người ta tưởng là ừ cô dâu không có đẹp. Đúng không mày? Trời. Tao nói đúng không? Trời, nở tà lè rồi má. Nói chứ cảm ơn chị nha. Đó chị Mi Nhon đó. Trời ơi, đọc tên chị mày muốn léo lưỡi luôn á. Rồi hello mọi người nha, bây giờ tụi em đã ăn xong rồi, bây giờ chuẩn bị out. Đây. Bà BD hiện nhất của năm, gọi là trời bán trời không mời thiên lôi đó. Dân BD mà dân chợ búa đó mà không có tương tác gì đó. Thấy chứ mọi người ơi, giống như là có người này người kia là mọi người thấy không? Đó trong một đồng LGBT có một người thì lanh quá, có người thì không biết nói gì. Đó thì mọi người đừng có bỏ, mọi người ơi quên, mọi người bỏ qua, đừng bỏ qua cho nó, giờ xui ghê. Thấy chứ mọi người bỏ qua cho bé nha, mai mốt lên từ từ là bé sẽ lanh đó. Bây giờ nghe nói đâu là cuối năm độ gặp lo đó mọi người. Ở cuối năm làm gặp lo là bắt đầu hành ngày. Chị cũng có bạn LGBT mà. Đó thì bây giờ là em với lại BB đồ chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người gặp mọi người ở chợ bông hò cái gì? Hải Thượng Lãng Ông hả? Hải Thượng Lãng Ông chợ lớn nha mọi người nha. Hồ biết.